Mua iPad rẻ nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chí là xem phim đã mắt, nghe nhạc cực phê và hiệu năng phải mượt mà, ổn định. Thì ngày hôm nay các bạn hãy tham khảo ngay cho Chi iPad Pro 10.5 inch tại Di Động Thông Minh nhé. Đang sale cực kỳ tốt nhân dịp đầu xuân năm mới, khoảng tầm có hơn 6 triệu thôi. Mà chưa hết, không phải tự nhiên Chi phải lập tức lên video chia sẻ với các bạn đâu, mà bởi vì là tại Di Động Thông Minh đầu xuân năm mới mới về những cái cây pin zin 95 này, 100% nguyên bản, và thậm chí là giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên hoặc là bất kể những bạn nào trên 20 tuổi có thể làm trả góp, trả trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi. Đấy, cụ thể như thế nào thì cùng Chi theo dõi chi tiết trong video này nhé. Đây các bạn ơi, ngày hôm nay Chi sẽ quay trực tiếp thực tế cho các bạn cận cảnh những cái chiếc iPad Pro 10.5 inch tại Di Động Thông Minh nhé. Được cái là khi các bạn mua tại hệ thống của Di Động Thông Minh đã hơn 15 năm rồi, nên là uy tín thì phải nói là không có gì phải bàn cãi nữa rồi nhá. Khách qua đây đa số là chỉ xem hình thức thôi, đấy là chia sẻ thật với các bạn là như thế. Đây, tem test của Di Động Thông Minh nha các bạn ơi. Ví dụ như mình có ở đây duy nhất một cây thôi này, iPad Pro 10.5 inch bản 4G Wi-Fi màu trắng, pin zin 100 hình thức cấp A, các bạn thấy không? Đẹp long lanh luôn, cái này hình như sạc có vài lần thôi nhá, gần như là máy mới luôn nhá các bạn nhá. Này, bốn loa rất đẹp luôn, các bạn nhìn các cạnh cho mình nhá. Zin nguyên bản và không hề có một tí trầy xước cấn móp nào nhá. Đấy, và với cái iPad Pro 10.5 inch 64GB 4G này, pin zin 100, hình như nó đâu đó lên quanh 6.490.000 thôi. Thực sự rất là đẹp nha các bạn nhá. Còn bạn nào mà muốn mua rẻ hơn ý, thì các bạn mua những cái dòng pin 8X. Đây, pin 86% như thế này thì nó sẽ rẻ hơn 200.000 nha các bạn ơi. Đấy, máy này rất đẹp luôn nhá. Cái này các bạn có thể sử dụng kèm Smart Keyboard được này, có cái chấu này. Đó, rất xịn sò luôn. Đó, chân sạc các bạn nhìn cho mình này, rất mới luôn nha. Hình thức tại đây thì được chọn lọc rất kỹ rồi. Đó, với những bạn mua cái pin 9X như là pin 95% như này nha các bạn nhá. Đó, hoặc là pin 93% như thế này thì các bạn sẽ mua đắt hơn, cái phiên bản 86% này có 200.000 thôi. Và các bạn sẽ có pin 9X như thế này thì các bạn sử dụng lâu hơn khoảng tầm 30 phút tới 1 giờ nha các bạn nhé. Máy rất đẹp luôn, cam kết là zin nguyên bản. Và tại đây thì còn có một cái chính sách bảo hành cho các bạn, là một đổi một trong vòng 12 tháng, tặng full combo sạc cáp cường lực luôn cho các bạn nhé. iPad Pro 10.5 inch, các bạn cùng Chi nhìn cận cảnh này, rất đẹp luôn. Màn của nó rất mỏng nha các bạn ơi, viền này, đấy, dùng rất là thích nhá. Anh em bộ kết thì link ở dưới comment nha. Review cho các bạn về iPad Pro 10.5 inch đời 2017 này, các bạn nghe xong ấy thì chỉ có mà lập tức muốn mua ngay thôi nhá các bạn ơi. Bởi vì em nó có màn hình đây, các bạn nhìn thấy không, 10.5 inch rất là lớn, nhưng vẫn đảm bảo cho các bạn thiết kế là cầm nắm, tức là thoải mái, không hề bị quá cồng kềnh ấy. Đấy, tiếp theo một điểm cộng nữa này, các bạn nhìn thấy không, siêu mượt đúng không. iPad Pro lại còn có màn hình 120Hz, lại còn giá rẻ loanh quanh 6 triệu thì có phải là đáng mua không các bạn ơi? Màn hình 120Hz nhá. Và một điều tuyệt vời nữa là iPad Pro 10.5 inch này hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn cập nhật lên iPad OS mới nhất, đó là 17.3.1. Này các bạn ơi, trời ơi, siêu mượt luôn, mình thấy các bạn nhá. Riêng cái màn hình này nhá, độ phân giải của nó cũng 2K cơ. Đây này các bạn ơi, độ phân giải của em nó là 1668 x 2224 pixel. Xem phim trên YouTube, xem trên Netflix thì phải nói là quá tuyệt vời luôn các bạn nhá. Đấy, chưa dừng lại ở đó, em này còn có hệ thống 4 loa cho các bạn nghe âm thanh cực kỳ phê luôn. 1 loa, 2 loa, 3 loa và 4 loa các bạn nhá. Đó, về hiệu năng của iPad Pro 10.5 inch này ấy, thì em nói sẽ được trang bị con chip là Apple A10X, vẫn đảm bảo cho các bạn là sử dụng mượt mà, ổn định, chơi game ngon. Và với những bạn mà đang cần mua máy cho các bé học online ấy, thì mua iPad Pro 10.5 inch này phải nói là quá xứng đáng để đầu tư, mua dùng ít nhất từ 2 đến 3 năm nữa vẫn rất là mượt mà nhá. Đặc biệt là với mức giá hơn 6 triệu này là các bạn sẽ mua được bản 64GB nhá. Đấy, không phải 16GB hay 32GB đâu. Với mức giá này các bạn mua được bản 64GB lưu trữ thoải mái dữ liệu luôn. Lại còn có thể lắp SIM cho các bạn có mạng mang đi du lịch hoặc là mang ra ngoài cực kỳ tiện, có thể gọi điện qua FaceTime nữa nha các bạn nhá. Đó, về pin của iPad Pro thì mình nghĩ là với pin của iPad thì các bạn cũng không cần phải lo đâu. Đặc biệt là em này cũng có một cái kích thước rất là lớn, nên là máy hoàn toàn trang bị cho các bạn một viên pin đủ dùng lên tới 2 và 3 ngày. Nếu như các bạn chỉ sử dụng nhu cầu cơ bản, mỗi ngày các bạn lướt khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì đó là điều rất bình thường nha các bạn nhá. Đó, với iPad Pro này thì tại Di Động Thông Minh đang có sẵn mấy màu cho các bạn đấy. Mình sẽ để đường link phía dưới dẫn thẳng các bạn tới website của Di Động Thông Minh và cứ việc chốt đơn qua đó thôi. Đặc biệt là có một voucher cực kỳ xịn sò cho các bạn xem trên kênh YouTube của Đi Review nhá. Các bạn hãy ủng hộ Chi một nút like và follow để subscribe YouTube của Đi Review ấy, thì mang qua Di Động Thông Minh chỉ cần nói là mua qua video trên Đi Review, các bạn sẽ được giảm 100k nha. Đấy,
thề luôn các bạn ơi, iPad Pro 10.5 inch quá là ngon luôn nha, không có gì phải chê cả. Mặc dù em nó ra mắt năm 2017 và thời điểm 2024 vẫn quá xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Màn hình 120Hz này, màn hình đẹp này, đấy, trải nghiệm mãn nhãn này, 4 loa này, chip thì ổn định mượt mà này, pin trâu này, thiết kế thì cũng rất là thời thượng nha, có Touch ID này. Đấy, các bạn đang quan tâm thì hãy truy cập ngay vào Di động Thông minh nhé. Cuối cùng thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của Chi. Và đừng quên cho mình xin một cảm nhận của các bạn về cái dòng iPad Pro 10.5 inch này nha. Và nếu như có 6 triệu thì các bạn có chọn mua em nó không, hay là chọn mua dòng máy khác, thì hãy comment bên dưới chia sẻ với mọi người nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.